Rồi hôm nay mình cũng chia sẻ với bà con mình một cái trường hợp là cháy lá đọt non của sầu riêng, là nguyên nhân từ đâu và cái phương pháp khắc phục như thế nào ha. Thì đây là cái cây sầu riêng tơ ha, cây sầu riêng tơ của chúng ta hiện tại thì cây này là khoảng là hơn 2 năm thôi, chưa tới 3 năm. Và lúc này là đọt non đang búng ra rất là sung, rất là mạnh và khỏe. Và ở đây bà con thấy không ạ? Đây cái đọt nữa nè, nó cháy nè. Nó xếp lá lại nè. Thì khi chúng ta đi thăm vườn á, bà con phải để ý nè, trường hợp thứ nhất nha. Ví dụ như cái lá này nè. Bà con thấy là nếu mà nó rách như thế này nè. Đây, rách lỗ lỗ như thế này thì đây là do là cái nhóm côn trùng sâu hoặc là bọ cánh cứng nó cắn. Cái đây nè. Nó cắn. Và một cái trường hợp thứ hai, bà con đi thăm vườn là thấy nó không có rách như thế này, nhưng mà thường là nó cháy. Ví dụ như này, ví dụ như cháy mép này nè. Thì những cái lá mà để bà con thấy rõ nhất cho tâm, để tâm tìm cho bà con mình thấy cái những cái lá non á, đây nè. Đây như anh này đây. Nè. Bà con thấy không? Thứ nhất là cái vết cháy nè. Cái thứ hai nữa là gì? Cái độ cong của lá này, nó đâu có mở lá đâu. Cái lá này là không có lớn nữa. Cái lá này là không có lớn nữa và nó chỉ có tới già thôi chứ nó không có lớn nữa. Bởi vì sao nó lại cháy theo kiểu này? Cháy viền kiểu này thì chia sẻ bà con mình đây là do con rầy xanh nó chích. Con rầy xanh nó chích. Cho nên khi cái vết cháy này nè, là bởi vì sao nó cháy, là bởi vì cái tỷ lệ mà cái đầu kim của con rầy chích quá nhiều thì nó được liên kết lại một mảng rất lớn thì nó mới tạo ra cháy. Và những cái nơi nè, bà con thấy không ạ? Lấm chấm nè, vàng lỗ kim nè. Khuyên cái mảng này luôn. Thì cho nên cái lá này không có bung được mà nó chỉ nằm ở đây thôi. Và những trường hợp mà nặng á là nó rụng luôn cái lá này. Nặng là nó rụng luôn những cái lá non này thì nó chỉ còn cái chà ra thôi, nó chỉ còn cái cành nhánh non này đi ra nè. Mà khi cành nhánh non này đi ra mà nhận ánh nắng mặt trời trực tiếp như thế này á thì tầm ở khoảng 33 cho đến 35 độ thì lúc này là những cái cành này nè nó sẽ khô luôn. Nó khô tốp lại. Và thông thường nó sẽ cháy là gì? Và nó rụng và nó khô là nó từ trên đỉnh sinh trưởng này nè. Nó rụng hết lá và nó khô ngược xuống là tới những cặp lá già. Tới những cặp lá già này nè. Đây là những lá già của mình nè. Thì nó sẽ dừng lại. Nó dừng lại, nó không cháy nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì trên này nó rụng hết rồi. Nó rụng hết cái chà rồi. Chỉ còn cái đọt á. Thì nắng chiếu trực tiếp vào. Bị tia cực tím nó chiếu trực tiếp vào. Thì lúc này là gì? Nó bị cháy. Cháy nắng. Đâu có lá nào che đâu. Không có lá che. Nhưng tại sao nó lại không có cháy xuống những bộ lá già này? Là bởi vì ở dưới này nó còn những cái tầng lá già để nhận ánh nắng mặt trời quang hợp và nó được che mát. Thì ở thôi những cái cành dưới này nè, được cái lá chúng ta che á, thì nó kêu là được sự nhận được ánh nắng tán xạ. Ánh nắng tán xạ. Thì chính vì cái điều này là những cái cành này nè, những cái cành mà có những cặp lá đang già thì nó không có cháy xuống nữa ha. Còn những cành lá mà non á, thì thường là nó sẽ cháy rụng. Như cái thằng này nè, rầy mà chích rồi nó rụng xuống là bắt đầu là khô cái nhánh này luôn. Cho nên trong trường hợp này là bà con cần lưu ý giùm tâm là đặc biệt để ý về con rầy xanh ha. Đó, như những cái lá này đây, thấy rất là rõ luôn. Hiện tại là cây này còn rầy xanh luôn á bà con. Đây, nè, cái vết chích nè. Đó, nhìn vô là thấy rất là rõ nè, ha. Nè. Đầu kim lỗ li ti li ti li. Thì đây là con rầy xanh nó chích. Mà khi nó được liên kết cái vết chích lại rồi á là bà con biết sao là nó cháy luôn cái lá. Cho nên đây như cái lá này đây ha. Thì nó cháy như thế này rồi đây. Ví dụ đây. Nó cháy hết hai mép như thế này rồi thì bắt buộc là gì? Cái lá này nó đâu có quang hợp nhận ánh nắng mặt trời thì nó phải bỏ, nó rụng. Đó. Mà khi là như thế này mà nó rụng xuống thì nó còn cái chà. Nó còn cái chà thôi. Mà khi nó còn cái chà không thôi thì lúc đó là gì? Thì nó lại khô, nắng nó lại khô cái này. Khô cái nhánh non của mình. Ha. Cho nên là cái việc này là bà con mình cũng cần phải chú ý rất là kỹ về trong vấn đề là phun giữ rầy. Đây nè, con rầy nè. Nó còn núp trong này luôn nè. Đây nè. Thấy không nè. Đó. Nó nằm trong chẹt á. Cái xác ở trong chẹt á. Nó núp trong đó luôn. Dạ. Thì đó là cách để chúng ta có thể xác định về cái vấn đề là cháy lá do rầy, nguyên nhân do rầy ha. Rồi, còn đây là một cái trường hợp là cháy lá nè. Cái này người ta được gọi là tháng thư lá nè bà con mình nè. Đây, quay xét đây. Đây, cái lá này nè. Nó cháy nó khác so với những cái lá khác.
Này, thứ nhất sau khi mà đối với tháng thư á, cháy lá xong á, là nó sẽ để lại cho chúng ta là cái gì? Cái hình dáng vân tay. Đây nè. Đây nè, thấy không? Và trên mặt lá của mình này là nó có những hạt đen li ti li ti li ti. Đây nè. Cái thằng này cái trường hợp này mà khi khô á, khô trắng nhạt ra là nó có hình dạng vân tay của mình. Và đối với vết cháy này nè là nó cháy bất định. Nó thích thì nó cháy trên trên chót lá, không thì giữa ngoài mép rất là nhiều. Nhưng mà trường hợp này là người ta được gọi là tháng thư lá. Ha. Thì trong trường hợp mà tháng thư lá thì bà con cứ ra đại lý nói bán thuốc kháng thư về mình xịt ha. Và đặc biệt là cái vườn này là đang ở Lâm Đồng cho nên là thời tiết cách đây là cứ ngày 2 ngày nắng 1 ngày mưa, 2 ngày nắng 1 ngày mưa. Cho nên nó rất là thuận lợi cho việc phát triển của rầy và nấm bệnh. Cho nên bà con cần phải để đi thăm vườn thường xuyên để mà hỗ trợ. Còn trong những trường hợp mà cháy lá do vi khuẩn á, nha, cháy lá mà do vi khuẩn nha, thì Tâm sẽ chia sẻ với bà con mình. Đây là tháng thư ha. Cái này là cháy do rầy nè. Quá đà luôn. Cái trường hợp cái cây đọt non này nè, nó có rất chi là nhiều cái trường hợp để mà xảy ra trên cây. Từ vấn đề là cháy rầy nè, rồi cho đến là tháng thư nè. Thì nếu bà con mình mà quan tâm về sản phẩm của Ura Sài Gòn thì bà con có thể ra đại lý mua một cái gói nó đề là Kakuzin. Kakuzin thì bà con về để mà phun hỗ trợ về cái cháy lá do tháng thư và cháy lá do vi khuẩn ha. Tên sản phẩm là Kakuzin thì bà con phun lên để nó hỗ trợ về cái bệnh này. Dạ. Rồi ok, xin kết thúc video clip với bà con mình, hẹn một cái clip mới ha.